What's up? Hello everybody. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. À, sau 5 tháng trời, mình đã được cắt tóc. Mà tóc này không phải là tóc mình ra tiệm mình cắt nữa. Tóc này là mình ở nhà mình tự mình cắt. Cho nên cái style này mình tự mình chế. Mình tự mình chế luôn. Bạn thấy sao? Mai gỗ nhưng mà nó cho hai cái bát ở hai bên này. Nhìn giống Sasuke không? Đó, nhìn giống Sasuke không? Bản thân mình thì mình thấy dễ thương. Nếu các bạn cảm nhận như thế nào, ghi comment ở dưới. Ok, và trước khi mình bắt đầu video này, các bạn hãy lên Instagram mình và give mình a follow, like this video, comment and subscribe. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái recap những cái pickup mà mình mua được trong mùa hè 2020. Thì nhiều cái pickup này các bạn đã cũng thấy rồi, các bạn đã thấy ở trên Instagram mình hoặc là các bạn thấy trên Facebook. Nhưng mà video hôm nay mình sẽ làm review, thì mình khoe đồ cho các bạn coi những cái pickup mà mình đã mua được trong vài tháng mùa hè năm nay. Bắt đầu bằng cái này đi. Bắt đầu. Ôi trời ơi. Đây, bắt đầu thôi. Fuck, it's so big. Bắt đầu là một đôi boot. Đôi guốc nha. Guốc này từ Balenciaga. Cái guốc này á đã ra mắt mùa hè năm 2017, xuân hè 2017 của bộ sưu tập đầu tiên của Dema, không bao giờ nói được cái tên ông này. Dema Gasalia, I think. Là debut collection của ông lúc mà làm creative director ở Balenciaga. Thì cái boot này nó rất là underrated, tức là nhiều người bỏ qua cái boot này lắm. Lúc mà cái boot này drop á, không ai care, xong rồi đợi tới cuối mùa luôn, nó hit sale xong rồi cũng sale cũng được nửa giá. Mà lúc đó mình thì mình không, 3 năm trước mình đâu có thích mấy cái này đâu. 3 năm trước mình thích mấy cái nhảm nhí như Supreme, Vape, Undercover này nọ. Thì bây giờ 3 năm sau mình rất thích cái đôi này. Kendrick, bạn của Viên, mang cái đôi này rất là đẹp, cho nên Viên săn lùng đôi này. Trời ơi, săn lùng cái này mà gần nửa năm trời luôn mới kiếm được á. Tại vì cái boot này lúc mà người ta mua rồi, người ta không bao giờ người ta bán lại. Thì nếu mà các bạn lên Google, các bạn bấm vô Balenciaga Spring Summer 2017, nó cái boot này nó có nhiều phiên bản khác. Cái này là phiên bản da màu đen, nó còn phiên bản nhung với lại phiên bản bạc nữa, với lại da màu nâu. Rất là nhiều luôn á, mình không có nhớ rõ có bao nhiêu phiên bản luôn. Nhưng mà mình chuộng cái phiên bản màu đen này nhất, tại vì nó dễ mặc đồ. Đó, thì cái đặc điểm của cái đôi boot này á, sorry, là cái guốc đằng sau này. Guốc này rất cao luôn á. Xem đo được nhiêu nha. Guốc này là 4 inch. 4 inch là 10cm. Các bạn thấy được không? 10cm. Và thêm cái phần đế ở phía trước nữa, nó cũng dài lên tí xíu nữa. Thì mình là 1m78, mang cái này mình được thêm được 10cm nữa, coi là 1m8 mấy đó. Đó, thì cái da này rất là dày dặn nha các bạn, rất là smooth, silky smooth. Đây cái zipper này, cái tab này, nó có cái pull tab, nó có một cái miếng da nữa, kéo xuống tiếp tới đây đó. Mở ra cái này, bên trong này là cái size. Mình là mang size 43 đó. Bên trong này nó ghi logo của Balenciaga. Không biết các bạn thấy được không? Khó thấy lắm. Nhưng mà yeah, bên trong này nó ghi logo của Balenciaga. Đế Balenciaga size 43. Tại vì cái đôi này nó ra đã được 3 năm rồi, rất là khó kiếm một cái đôi mà brand new, mới tin luôn. Cho nên mình săn lùng cái đôi này, mình mua second hand, mua used ở trên Crowd. Đó, thì cái người chủ cũ của đôi boot này rất là giữ rất là kỹ. Người ta còn đi dán thêm cái miếng đế nữa nè, để mà cái đế nó khỏi bị mòn đó. Nhìn nó không có khó phối đồ như các bạn nghĩ đâu. Nó chỉ là một cái boot đen với lại nó có thêm một cái guốc đằng sau thôi. So that's it for the first pickup Balenciaga Spring Summer 17 boots.
Tiếp theo, cái quần. Cái quần này các bạn đã thấy trong vài cái video trước rồi. Quần này là quần Dior Strip từ xuân hè 2004, lúc mà Hedi Slimane còn làm ở Dior. Đây, cái quần này đặc biệt là cái ở điểm này. Nếu các bạn muốn coi chi tiết review của về cái quần này, các bạn hãy lên channel của mình bấm vô. Như cách đây 4-5 video về trước, mình sẽ để cái link ở dưới. Nhưng mà tại sao Viên lại show off cái quần này lại? Lý do là cái quần trước, cái quần mà mình review mấy tháng trước là size 32, mà từ lúc đó tới giờ mình đã xuống được gần 20kg rồi. Cho nên cái bụng nó rất là rộng, với cái đùi rất là rộng, mặt nhìn nói chung là không có được đẹp luôn á. Cho nên mình bán cái quần đó đi, mình mua được size nhỏ hơn. Size này là size 30. Đây là size 30. Cái quần này mình mua ở bên Nhật, mình order ở bên Mercari bên Nhật. Mình dùng Foxy, một bạn bên Nhật. Shout out Dân Siga, nếu mà các bạn cần order gì đồ bên Nhật, các bạn hãy hit up Dân Siga. Ngoài ra còn có Cường Trần với bạn Minh làm Foxy nữa. Cho nên các bạn cần order gì ở Nhật á, các bạn cứ bấm vô cái Instagram của mấy bạn. Mình sẽ để ở trong cái hộp description box ở dưới. Một cái vấn đề á, wow, không hẳn là vấn đề, nhưng mà lúc mà Viên thử cái quần này lên á, nó fit rất là đẹp. Tại sao? Tại vì cái chủ cũ của cái quần này, người ta đã sửa cái quần này lại rồi. Tại vì cái quần này á, lúc mà mới ra, mới sản xuất á, nó rất là dài, nó còn dài hơn cái này nữa. Cái inseam, cái chiều dài của cái quần mà trước khi sửa là 36 inch inseam nha. Nhưng mà cái này người ta đã cắt ngắn lại rồi, mà các bạn có thấy vẫn còn dài không? Đó. Mình để cái quần này mình dài tới vú luôn á. Từ dưới đất lên mình dài tới vú luôn á. See. Nhưng mà tại vì người ta đã sửa rồi, người ta đã ôm làm cho cái quần nó ôm bó lại tí xíu, thì mình mặc lên mình thấy đẹp hơn. Kiểu nó aesthetic, nó kiểu Hedi Slimane rockstar hơn. Pickup tiếp theo. Đây. Sáng quá, trời quá, trời quá. Đó. Trời ơi, lấp lánh chưa? Pickup tiếp theo là quần, cũng là từ Dior luôn. Quần này là quần Dior xuân hè 2006 Glitter. Glitter giống như là kim tuyến đó, quý vị tiếng Việt dịch thẳng ra là kim tuyến. Quần kim tuyến của Dior Homme by Hedi Slimane. Tức là cái thời này là thời Hedi vẫn design cho Dior đó. Đó, thì nguyên cái quần này là người ta phủ kim tuyến hết luôn. Cái quần này, cái góc của nó là quần jean nha các bạn. Các bạn thấy như bên trong nè, bên trong là cái quần jean. Mà bên ngoài á, nếu các bạn nhìn kỹ á, là kim tuyến từ A từ trên xuống dưới luôn. Đó. Lấp lánh, lấp lánh. Một cái đặc điểm mà Viên rất là thích á, là ở bên ngoài nó có một cái lớp lưới, không biết các bạn có thấy được không, nhưng mà lớp lưới rất là mỏng nha. Lớp lưới người ta, cái lớp lưới này người ta phủ lên cái quần để mà những cái miếng kim tuyến nó không có bị rớt ra nhiều. Đó, đẹp chưa? Beautiful, beautiful. Mình nhìn được, đó, size 30. Quần này cũng là size 30 luôn. Nhưng mà cái quần này á, nó co giãn hơn cái quần strip đằng sau tí xíu, cho nên mặt nó hơi, mình không biết sao nữa. Tại vì cái phong quần Dior lúc đó nó kiểu thời năm 2006, 2007 các bạn biết mà cái quần á, nó bó cũng không ra bó, mà nó suông cũng không ra suông. Skinny không ra skinny, mà baggy cũng không ra baggy. Cái leg opening á, đây nè, nó cũng to lắm. Mình Viên mặc lên á, tại vì cái này, quần này rất là đáy, rất là ngắn. Mà Viên chân không được dài nữa, cho nên
mặt lên nhìn hơi bị đẹp, nhìn hơi bị lùn, giống như các bạn đã thấy cái B-roll mình đang quay đây đó. Thì dù cái quần này rất là đẹp, và Viên cũng nghĩ là suy nghĩ về cái việc mà sửa xong rồi bóp cái ống quần lại để mặc, để cho nó vừa cái thân thể của Viên. Nhưng mà Viên nghĩ lúc mà làm vậy thì có thể bị mất giá trị của cái quần, cho nên Viên đã quyết định là Viên sẽ bán cái quần này. Thì quần này size 30. Các bạn nào có nhu cầu hoặc là có câu hỏi gì về cái quần này, hãy DM Viên trên Instagram. À, một cái vấn đề nữa là mỗi lần mặc cái quần này xong á, người Viên dính kim tuyến quá trời luôn. Với các bạn thấy được không? Đó, bên kim tuyến này. Ở trên giày cũng bị dính kim tuyến luôn. Tại hôm bữa thử cái giày lên. Đó. Ok. Và pick up cuối cùng. Nhiều người biết áo này lắm rồi. Nhiều người cũng biết cái hãng này lắm rồi. Không cần giới thiệu, đúng không? Chắc cũng có vài bạn không biết, cho nên mình giới thiệu cho chắc ăn. Đây là áo khoác souvenir jacket, bomber, teddy, whatever you wanna call it, Bloodluster của Saint Laurent, từ collection xuân hè 2014. Đây, trời ơi, nhìn cái đằng trước á, nó rất là đơn giản các bạn thấy không? Nhìn nó giống như cái áo bình thường thôi, nhưng mà cái mặt đằng sau cơ. Này, cái áo này quá lết mình phải. Nói thật ra nói một tí lịch sử về cái áo này. Lịch sử của Viên với cái áo này. Lúc mà Viên còn học năm đầu tiên của đại học, cái collection này nó mới release. Thì lúc đó trời ơi, cái áo này mới ra là 2,000 mấy, 3,000 đô. Đâu có tiền đâu mà mua. Lúc đó còn mơ không biết đụng tới được chưa nữa. Cho nên lúc đó là Viên bỏ mộng. Thứ hai nữa là lúc đó cũng hơi tròn tròn, cho nên mặc đồ Saint Laurent không có đẹp. Cho nên bây giờ Viên đã ốm lại được rồi, Viên gầy được rồi, cái chân Viên nó teo lại, cái đùi nó bớt to. Vẫn còn xích xích tí xíu, nhưng mà mặt cũng nhìn cũng dễ nhìn ha. Cái proportion, cái tỷ lệ của đùi với vai nhìn nó ok. Đỡ hơn cái xíu, đỡ hơn lúc trước. Thì lúc đó thèm, không có tiền mua, bây giờ đi làm có tiền thì mua đó. Với lại cái áo này á, Viên mua second hand mà Viên cũng đâu có mua brand new đâu, tại vì nó ra có 1 lần, nó không có ra lần nữa. Thì cái này Viên cũng mua trên Crown luôn. Cái quần Dior này Viên cũng, cái quần Dior lấp lánh lúc nãy, kim tuyến lúc nãy Viên cũng mua trên Crown. Viên mua cái này trên Crown như nửa giá retail, nó used, nó là second hand, nhưng mà condition nó cũng rất là tốt. Thì có mấy cái dính vài miếng ở đây đâu đó quên rồi, nhưng trên cái tay áo này nè, đây dính có 1 chỗ thôi, không biết các bạn thấy được trên camera không, khó thấy lắm, nhưng mà nó rất là mờ, nó mặc lên không vấn đề là gì hết. Trời ơi, cái chi tiết này, cái chất liệu vải nó xài các bạn, cái vải này là vải silk, như tiếng Việt cũng là vải silk luôn. Cái này phải là màu trắng nữa, cái này là một cái màu bạc bạc nữa, nó lai bạc lai trắng đó, nhìn nó không phải trắng hoàn toàn đâu đó. Rồi ở bên này, bên trong này, cái đường may bên trong này rất là đẹp luôn. Đó, cái đường may. Cái bên tay áo nè, trời ơi, cái cuff cổ áo này là bằng chất liệu premium đàng hoàng wool. Thì chất liệu Saint Laurent này không có gì là bằng, nói thật luôn, không có gì bằng chất liệu của những mấy cái hãng, mấy cái hãng lớn như là Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent đó. Rồi bên trong các bạn biết rồi, có cái thác Saint Laurent, có cái dây xích bên trong này rất là mềm mại luôn, phải ta dùng rất là tốt, silky smooth. Viên rất là ngạc nhiên nha, Viên tưởng cái này rất là mỏng, nhưng mà mặc lên cái này mặc mùa thu được luôn á. Nhìn cái vải nó mỏng thôi, nhưng mà bên trong người ta đệm cũng dày dặn lắm. Viên chắc cái này mặc mùa hè không có được đâu, tại rất là nóng. Người ta đệm bên trong nó cũng 2-3 lớp gì đó. Đó, rồi cuối cùng là cái đặc điểm của cái áo này là cái chi tiết đằng sau, cái chi tiết Bloodluster. Nếu các bạn nhìn kỹ á, cái này là Viên không biết giải thích cái đường may là gì luôn, nhưng mà nó rất là lấp lánh, nó rất là chói, nó có mấy cái đá đính lên nữa, chi tiết rất là crazy, insane shit. Thì nó, người ta cũng có release một cái phiên bản mà không có cái này đằng sau, nhưng mà Viên nghĩ cái đó chán, mua làm gì, mua hẳn cái này luôn cho nó đáng tiền. Cái này là size 48.
48 nói thật thì viên mặt vừa đó, viên mặt không có vấn đề gì, với một cái t-shirt ở dưới không sao, no problemo. Nhưng mà nó hơi ngắn so với viên I didn't expect it to be this short. Nếu các bạn để ý thì những cái món đồ này trừ cái bút Balenciaga là đồ của Hedi Slimane design hết. Lý do là sao? Gần đây viên lúc mà viên gầy được rồi đó, viên mặc đồ nhìn nó cân đối hơn rồi đó. Tại vì viên gầy viên có thể mặc đồ nó ôm ôm hơn tí, cho nên viên muốn thử đồ của Hedi Slimane. Hedi Slimane nổi tiếng là làm cho đồ những người rất là skinny. Nói thiệt hẳn nha, các bạn mặc đồ Saint Laurent, các bạn mặc đồ Dior, các bạn mặc đồ Celine. Celine tại vì Hedi Slimane đang ở creative, đang làm creative director ở Celine. Thì nói thật, nói thẳng luôn á, viên để ý những cái bạn nào mà đùi to mà không được cao, lùn, đồ của Hedi Slimane nhìn nó không có được cân đối, nhìn nó không có được đẹp. Nhưng mà các bạn nào mà cao, các bạn nào mà ốm, mặc đồ của Hedi Slimane là cháy luôn, là lit. Thì gần đây viên đã bán bớt được rất là nhiều đồ. Viên bán đồ Supreme của viên, viên bán đồ Undercover, viên bán mấy cái linh tinh này nọ kia, cái mà viên ít mặc á, để mà viên mua những cái món đồ mà nó đáng hơn. Tuần có 7 ngày thôi, mặc đâu cho hết quần áo. Nên viên khuyên các bạn á, nếu mà cần tiền để mà mua quần áo mới thì bán quần áo trong tủ đồ mình đi, cái nào ít mặc thì bán bớt đó. Rồi ngoài ra thì bây giờ viên rất là interested in Hedi Slimane. Viên đang trong một cái cuộc săn lùng của đồ của Hedi Slimane, đồ của Celine, đồ của Saint Laurent, đồ của Dior, tại vì nó rất là hợp với cái body của viên bây giờ. Từ lúc mà bắt đầu diet từ tháng 3 tới bây giờ là được 5 tháng, viên xuống được như gần 20kg đó các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn coi cái video cách diet của viên, cách ốm của viên, các bạn hãy bấm like cho cái video này và comment ở phía dưới. And I think that's it for today's video. Make sure you like, comment, and subscribe. Follow me on Instagram. And I'll see you next time. Peace.